Ủa mà mày gần kiếm tao có gì không? Ôi dồi mẹ ơi, mấy bữa nay á tao bị cứ người ta đòi nợ quá trời đòi nợ luôn mẹ ơi. Mày bị người ta đòi nợ bao lâu rồi? Nó đòi nợ tao 3 tháng rồi, bây giờ Tết tới. Rồi bây giờ Tết tới rồi nó quyết tâm nó đòi nữa, tao không có tiền trả nó là khỏi khỏi về quê ăn Tết luôn. Mày có cách nào chỉ cho tao không? Tránh khỏi mấy cái con nợ này được không? Hay già vậy mày không biết rồi. Rồi tao đây đầy bí quyết hết á. Bây giờ hôm nay tao sẽ chỉ mày và tất cả các bạn đã xem video này. Này, cách để trốn nè. Này, những cách để mà trốn, những cách để nết này không bị nợ. Đảm bảo thành công, mà thành công hay không không biết nữa, nhưng mà đứng lại nữa. Nhưng mà đối với các bạn khán giả thì đừng bao giờ làm theo. Bởi vì cái này, bởi vì nợ nhiều mà làm theo chắc vớ đầu. Dẹp đi. Em trai ơi em trai, anh, dạ anh gọi em, dạ anh gọi em. Còn sao cho gì nữa, 3 tháng nữa Tết tới rồi trả miếng nợ cho anh về ăn Tết đi. Không trả nợ được Tết này khỏi về nha em. À đúng rồi, à anh ơi, anh thấy là mấy bữa nay em không có tiền trực tiếp đi trả nợ anh, hay là cho em chuyển khoản vô tài khoản của anh đi. Ê, anh cho em xin số tài khoản anh chuyển nợ để mà trả nợ chuyển khoản được không? Cũng được, thôi để lát thôi thôi anh đi về nha. Để lát nữa anh share số tài khoản qua Zalo cho em để em chuyển khoản cho anh. Ok anh, bye bye nha, bye nha, anh đi vui vẻ. Ok. Yeah, trốn nợ được rồi. Yeah, Tết này khỏi phải trả tiền mặt luôn. Anh đòi nợ ơi. Gì? Anh chủ nợ nè, tự nhiên nói anh đòi nợ làm gì? Gì? Bây giờ tiền đâu trả cho anh đây? Rồi, vậy vậy. Tiền đây nè, tiền nè. Khẩu trang. Em trai đúng là tâm lý mà không à, trả nợ bằng khẩu trang thật là tuyệt vời. Cảm ơn em nha, anh xóa nợ cho em Tết này luôn. Em tha hồ về quê ăn Tết vui vẻ nha. Thôi đi à. Yeah, về quê ăn Tết vui vẻ. Đấy, đây là những đây đâu chỉ cho mày hết 2 cách thôi, còn rất là nhiều cách nhưng mà ta không thể chỉ hết cho về trong video này được. Được, mày cứ xài 1 trong 2 cách đó là mày tha hồ về quê ăn Tết liền. Mấy cách này cũng hay á. Thôi cái bên nào tao thử đi nha. Nha. Thử sao? Ta chủ nợ đây. Thôi rồi, anh ơi, anh tới đây có việc gì không? 3 tháng rồi không thấy anh, không thấy em trả nợ cho anh hà. Giờ trả tiền đi. Giờ 1 là trả tiền, còn 2 là khỏi về ăn Tết. Hay anh để lại số tài khoản cho em đi, em chuyển khoản qua cho anh đi trả nợ. Tao mất tài khoản ngân hàng rồi, trả cần tiền mặt đi. Cái đây anh, đây tiền trả nợ nè, lấy cầm lấy. Mày tưởng mày giỡn với tao hả? Anh ơi, khỏi về ăn Tết nha em. Dạ. Cậu ơi! Ủa? Sao nghe tiếng nghiện quen quen mang mày? Chào tất cả mọi người. Tôi là đầu tiên nhiên được cứu xuống đây này để tìm đến cái chỗ khu vực này. Này bà chú Liêm chú tới ơi. Chú là gì vậy?
Ủa con á hả? Chú xuống đây để mà bắt cái thằng gọi nợ con nè. Mấy con này á, nè, hiện tại bây giờ quen thành phố đang đi nã. Nói về cái tội pháp luật khác. Khác đó con. Bây giờ con cứ yên tâm đi. Bây giờ con phá nợ rồi đó. Có chú ở đây là con khỏi con nợ vậy hết. Dạ dạ dạ, cảm ơn chú nhiều nha. Bọn kia nghe, tôi lục chiến đi này. Anh bị bắt vì tội đòi nợ và pháp luật khác. Đang trong Tết thằng phải như thế này. Anh xuống rồi được không? Các bạn cũng thấy năm Tết năm nào thì cũng có trường hợp đòi nợ hết á. Cho nên cái việc đầu tiên và cũng là việc duy nhất của các bạn đó chính là trả nợ. Vì thế những cái hành động lúc nãy mình làm trong clip chỉ để cho các bạn giải trí thôi, không có xúc phạm bất cứ ai hết đó. Cho nên các bạn xem tới đây đừng ghi hiểu nhầm mình nha. Ok, hết clip rồi các bạn ơi. Đây, nếu các bạn muốn đón chờ tập tiếp theo thì hãy cho video này thật nhiều like. Mình sẽ làm tiếp tập 4. Bye nhé.